Làm thế nào để bạn thể ngồi làm việc liên tục trên máy tính cả một ngày dài mà chúng ta không bị gặp vấn đề về đau lưng? Hiện nay những người công việc làm văn phòng mà Kim Ba gặp phải đến tìm hiểu lớp học Kim Ba, phần lớn là chúng ta đang bị tình trạng là đau lưng, và lâu dần theo thời gian là chúng ta chuyển từ trạng thái đau lưng sang thoái hóa hoặc sang lệch đĩa đệm hoặc thoát vị đĩa đệm. Và khi chúng ta bước vào giai đoạn đấy thì rất là nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta, làm giảm đi tồi tệ cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy trong ngày hôm nay Kim Ba sẽ chia sẻ với bạn một số mẹo để làm sao chúng ta vẫn phải duy trì công việc chứ, đúng không? Làm sao chúng ta bỏ được công việc được? Rất khó người thể bỏ được công việc. Vậy làm sao liên tục ngồi làm việc trên máy tính mà bạn không bị gặp các vấn đề về đau lưng? Vậy yếu tố đầu tiên thì chúng ta phải điều chỉnh cái dáng ngồi của chúng ta đã. Ngay lúc này các bạn thấy Kim Ba đang giữ trán ngồi của mình thẳng lưng, đúng không? Thì rất nhiều người bạn văn phòng khi chúng ta làm việc, chúng ta cứ ngồi dí như thế này. Vậy cái cuộn cong lưng này trong một thời gian rất là dài thì lưng bạn sẽ bị suy yếu đi ngay lập tức. Vậy yếu tố đầu tiên chúng ta vẫn nhắc nhở bản thân mình là ngồi thẳng lưng trong quá trình làm việc. Bạn chỉ cần hơi ưỡn ngực lên, nhìn thẳng là được rồi. Và thậm chí bất khi bạn ưỡn ngực lên, bạn thấy tỉnh táo hơn hẳn so với việc ngồi như này, đúng không? Ngồi này cảm thấy rất là thiếu năng lượng, nhìn vừa xấu, lại vừa mất hết cả cảm hứng trong quá trình làm việc. Bạn chỉ cần ngồi thẳng lưng lên. Thế thì tất nhiên khi bạn làm việc liên tục trong cả một ngày, bạn hay quên, bạn tập trung công việc. Khi bạn chia sẻ bạn là bạn có thể sử dụng một tờ giấy nhớ như thế này. Bạn ghi là ngồi thẳng lưng lên má ơi, ngồi thẳng lưng lên để không bị thoát vị. Bạn dán tờ này lên màn hình, cứ dán đi, yên tâm đi. Tại vì chúng ta quên nên chúng ta cần có ai đó nhắc nhở. Thì tôi tin chắc rằng các bạn làm văn phòng kiểu gì có cái tờ giấy lên bên cạnh, đúng không? Dán nó ngay trên màn hình, dán nhỏ nhỏ thôi để đỡ che các icon khác trên màn hình. Thì yếu tố số 1 là ngồi thẳng lưng lên. Yếu tố số 2 thì tất nhiên là liên quan đến cái bàn phím làm việc của chúng ta. Như vậy bạn cần thiết kế cái bàn làm việc làm sao nó cái mắt của chúng ta, cái đầu chúng ta không phải cúi xuống. Các bạn hình nhìn xung, nếu mà với cái bàn như thế này là Kim Ba kiểu gì cũng phải cúi xuống. Và khi cúi xuống như này, một góc gần 45 độ, cái đầu Kim Ba bị cúi xuống, thì phản xạ khi chúng ta cúi đầu là chúng ta cũng sẽ bị gù lưng. Cái bàn phím ở xa quá, màn hình yếu quá cũng gây ảnh hưởng và làm chúng ta bị cuộn tròn lưng lại. Vậy thì chúng ta phải điều chỉnh cái thiết bị của mình làm sao nó tốt hơn, hoặc nó bị thấp quá thì bạn có thể kê một cái gì đó, hoặc đổi luôn cái bàn mới để làm sao nó cao lên, để nó vừa tầm tóc mắt chúng ta. Lúc đấy chúng ta không bị gù lưng lại. Thì đó là yếu tố thứ hai, điều chỉnh, nâng cao cái màn hình lên, cái bàn làm việc lên để nó vừa với cái tầm mắt. Do vậy chúng ta cần tìm hiểu những cái bàn gọi là bàn chống cận này, bàn chống gù lưng này. Đấy, như là cái độ cao, kích thước phù hợp với cái việc là cái cơ thể của mình. Do vậy thì nếu mà làm văn phòng bạn không có thì bạn kê lên. Thì đó là yếu tố thứ hai, điều chỉnh cái này. Yếu tố số 3 là để bạn không bị nữa, chắc chắn là bạn phải vận động hàng ngày rồi, đúng không? Nhưng nếu bạn ngồi liên tục trong cả một ngày thì không đến phòng tập được, thì có rất nhiều bài tập ngắn mà Kim Ba đang chia sẻ, tập ngay trên ghế, thì bạn lại nhắc trong tờ giấy nhớ đấy là cứ 20 đến 30 phút thì vận động kéo giãn 1 phút cũng được. Yên tâm đi, 1 phút nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng của bạn, nhưng khi 1 phút đấy nó giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Cái gì như thế, đều đặn mỗi ngày. Như vậy cứ khoảng 20-30 phút bạn này vận động, vươn kéo giãn, đừng đợi đến khi mỏi mới vươn, mà chúng ta kéo giãn trước khi nó mỏi. Chỉ là động tác ép vai như thế này thôi, nhưng nó vô cùng dễ chịu. Bạn có thể tìm là bài tập yoga trên ghế, chọn 75 phút ấy, sau đó chúng ta nhớ động tác rồi, có 3-4 động tác thôi là chúng ta đã kéo giãn hết cả cơ thể của mình rồi. Thì đó là yếu tố thứ 3 mà giúp bạn có thể làm việc liên tục trong cái việc là ngồi trên văn phòng. Tất nhiên yếu tố số 4, một cách tuyệt vời hơn để bạn có thể duy trì được như này, thì bạn nên tham dự một lớp học yoga đầy đủ. Tất nhiên thì bây giờ có thể là bạn không đến lớp được, thì có thể tham dự một lớp online qua Zoom vào buổi sáng. Cái việc mà bạn tham dự lớp học nó giúp chúng ta hiểu biết hơn về cơ thể của mình, giúp ta kỷ luật hơn. Và tất nhiên bạn vận động một cách đầy đủ trong suốt một tiếng như vậy trong lớp học, thì nó sẽ làm cho bạn có tràn đầy năng lượng trong cả một ngày và tạo cho chúng ta thói quen mới. Nếu không học qua Zoom, bạn có thể chọn cho mình kênh YouTube. Hiện tại Kim Ba đang có chuỗi thử thách yoga 90 ngày với 90 video rất là đầy đủ, vô cùng đơn giản, dễ tập. Bạn có thể tìm trên kênh YouTube của Kim Ba là chúng ta chọn cho mình 5 giờ đến 6 giờ sáng để mình tập luyện rồi, đúng không? Đấy là yếu tố thứ tư mà Kim Ba muốn chia sẻ đến. Yếu tố thứ năm nữa mà nguyên nhân mà chúng ta bị đau lưng là một phần nào đó chúng ta bị tăng cân. Quá trình tăng cân làm người bạn nhiều mỡ hơn, và các bạn thấy rằng nhiều người đau lưng, một phần nào đó người đấy là ít cơ. Do vậy chúng ta điều chỉnh cả chế độ ăn uống của mình, hoặc là tập luyện, hoặc nhớ là phải kiểm soát cái vòng bụng của mình. Vòng bụng của bạn càng nhiều mỡ thì nó ít sự hỗ trợ cho lưng của chúng ta. Khi cơ bụng không có ít và bụng nhiều mỡ thì nó làm cho lưng của bạn phải chịu tải nhiều hơn, nó phải làm việc nhiều hơn và gây ra tình trạng bị đau lưng lâu dài. Đó lý do trong các lớp yoga trị liệu với Kim Ba thì bạn sẽ cho bổ trợ các bài tập để kích hoạt nhóm cơ bụng của bạn tốt hơn. Nếu không thì không thể khắc phục được vấn đề về đau lưng đâu. Còn yếu tố thứ 6 nữa, cuối cùng, đó là chúng ta
để ý đến cái hơi thở của mình. Tại sao khi bạn lại nhắc nhở điều này? Thì tất nhiên khi bạn tập luyện yoga rồi thì nó sẽ điều chỉnh tốt hơn. Còn nếu không ấy, bạn để ý quan sát là cái hơi thở mình nó thường khi mà trạng thái nó bị nông hơi nó ngắn. Thường bạn cứ làm việc khoảng tầm liên tục khoảng tầm 30 phút, bạn sẽ để ý là cái hơi thở chúng ta rất là chậm, nó tạo chúng ta cảm giác buồn chán, buồn ngủ. Thì khi hơi thở như vậy nó tạo ra cảm xúc buồn chán, hơi thở ngắn mà nó làm người mình yếu lại. Và khi yếu lại, bạn thường thả lỏng mềm người ra, tại vì khi chúng ta mệt quá chúng ta chỉ muốn thả lỏng thôi. Và khi thả lỏng bạn sẽ ngồi như này này. Đấy, người ta giật hết cái cổ ra. Và khi bạn hơi thở của bạn nó ảnh hưởng đến trạng thái mà nó làm cho người bạn giật dẹo đi này, và tất nhiên nó sẽ làm suy yếu phần thắt lưng chúng ta một cách nghiêm trọng. Vậy thi thoảng nhắc nhở mình hít thở sâu lại. Và khi hít thở sâu thì mặc định bạn phải ngồi thẳng lưng lên, đúng không? Bạn tỉnh táo hơn và bạn nhớ ra, à có tờ giấy trên màn hình này là phải ngồi thẳng lưng lên. Thì đó là 6 cái điều mà Kỳ Bao muốn chia sẻ đến các bạn, để các bạn có thể là làm việc liên tục trên máy tính mà không sợ bị đau lưng nữa. Nhớ nhá, hãy ghi và comment những điều này xuống, chia sẻ lại những người xung quanh để bạn nhắc nhở bản thân bạn, và để những người khác cũng họ cũng biết được rằng để chỉnh cái cơ thể của họ để họ làm việc tốt hơn. Và đặc biệt là bây giờ thì nó đau lưng, nhưng nếu mà tiếp tục lâu dài chuyển sang thoát vị đĩa đệm thì thôi, bạn sẽ tốn rất nhiều tiền, không phải tiền bạc để chữa trị điều đấy đâu, mà nó ảnh hưởng đến cả cái chất lượng làm việc của bạn nữa, chất lượng cuộc sống hàng ngày bị giảm đi xa xút, thì bạn không mong muốn điều đấy. Do vậy ngay bây giờ hãy ghi xuống những điều này, comment nó lại để bạn nhớ bài hơn, và nhớ thực hành ngay nhé. Và đừng quên đăng ký follow kênh YouTube của Kim Ba để mỗi khi có chia sẻ mới nhất thì bạn là người nhận được đầu tiên. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.